Xin chào mọi người, lại Liễn Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới nữa rồi. Thì cũng hơn 3 tuần rồi mình không ra chuyện. Tập hôm nay là tập 330, mở đầu cho năm 2023 luôn. Trong suốt quá trình 3 tuần mình không ra chuyện, cảm ơn những bạn đã nhắn tin hỏi thăm quan tâm mình nha. Các bạn sợ mình có vấn đề gì, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành mình trong suốt thời gian năm 2022. Thì đầu năm mới Quỳnh chúc bạn và gia đình đầu tiên là thật nhiều sức khỏe, thứ hai là cuộc sống, công việc và học tập á, hanh thông thuận lợi, đạt được nhiều công danh, đạt được nhiều kỳ vọng. Và cuối cùng á, năm 2023 này là các bạn có hào bao rủng rỉnh, hào bao dư dả luôn. Thì tập hôm nay sẽ kể cho các bạn những câu chuyện tâm linh do những người, những bạn từng trải qua và chứng kiến gửi về cho Quỳnh. Và các bạn có thể gửi chuyện tâm linh cho Quỳnh tại đây qua Gmail hoặc là fanpage Facebook. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ thì chúng ta chính thức vào chuyện nha. Mở đầu tập truyện hôm nay là những mẫu chuyện của bạn ếch gửi về cho Quỳnh. Bạn gửi 3 mẫu chuyện tâm linh do những người thân của bạn trải qua, cả bên nội lẫn bên ngoại luôn. Thì với mẫu chuyện đầu tiên, mọi người có tin rằng chúng ta đi đêm thường xuyên mà chúng ta nói chuyện to tiếng, hoặc là chúng ta vô tình đi ngang hoặc không đeo khẩu trang thôi cũng bị theo không? Thì đây là chuyện mà chị họ của ếch trải qua. Chị họ tên là Như. Thì chị họ này có một cái thói quen, đó là thường xuyên đi uống trà sữa vào ban đêm với một người chị họ khác của bạn, gọi là Lan đi. Như và Lan cứ đi từ cái chập mà 5-6 giờ chiều, đi một mạch đến 8-9 giờ, có khi 10-11 giờ luôn. Và đường quê chắc hẳn là đường vắng rồi. Mọi người hình dung đoạn đường gì nè, hai bên cũng có nhà dân nha, nhưng mà xa xa mới có thôi, còn đa số là cây và cối không à. Mặc dù vắng vẻ như vậy mà hai chị này tuyệt nhiên không có sợ nha. Chắc hẳn các bạn cũng vậy, mình sống từ bé đến lớn ở khu vực đó rồi, mình đi mình quen á, không sợ nha. Cho dù có tối mờ tới mịt đi nữa cũng không có sợ. Thì hai chị này là con gái, đi sẽ nói rất là nhiều chủ đề. Cái đợt đó chị Như mới nói với chị Lan á, dạo này ngủ cứ thấy một người con trai. Mà hỏi thấy làm sao á, thì chị Như mới bảo là không có nhớ được giấc mơ mơ về cái điều gì, chỉ nhớ được cái hình dáng của người con trai đó thôi, thấy rõ ràng luôn. Thì cái lúc này á, chị Lan bảo là tả lại xem. Chị Như mới nói người con trai đó là cũng cao ráo đi, nhìn trẻ, có đôi mắt hiếp, tức là đôi mắt một mí á mọi người. Thêm vào đó chàng trai này có một cái chòm râu quai nón. Thì lúc mà chị Lan nghe kể xong á, chị Lan có nói là nói cho mẹ của mày đi. Chị Như còn nói thêm nha, đó là mỗi lần gặp chàng trai này á, thì chị Như chỉ thấy rõ mặt mày, nhớ được ngoại hình của chàng trai này thôi, mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ không có nhớ được. Nhưng mà thức dậy thì rất là mệt, ngày nào cũng mơ thấy luôn, chứ không phải là cách ngày nữa. Thì sau khi mà nghe lời khuyên của chị Lan xong á, chị Như mới quay về nhà kể cho mẹ của mình nghe. Thì mẹ chị Như nghe xong là một người tin vào tâm linh, có thờ cúng, thì cô mới dẫn con gái mình á, đến gặp thầy. Và cái người thầy đầu tiên mà gia đình chị Như đi xem á, soi được là chị Như bị vong đường chợ theo. Nhưng mà hỏi cái cách giúp, cái cách mà đuổi cái vong này đi á, thì cái thầy đó chỉ lắc đầu thôi. Cái vấn đề theo là hạp tuổi hay là duyên âm thì thầy đó không soi ra được, cũng không có thể hóa giải được luôn. Lúc này là mẹ chị Như nghe xong là sợ, tại con gái mình là còn tuổi ăn tuổi lớn, cũng sắp đến cái độ tuổi 18 rồi. Thế là mẹ của chị Như tức tốc đi tìm những người thầy tiếp theo. Thì những người thầy tiếp theo á, họ soi ra thêm được nha. Nhà của chị Như là có cái vườn đằng sau, thì có một cây nhãn và một cây ăn quả khác. Người ta coi là mỗi cái cây đó đó là có một cái vong đang trú ở trển, mà những cái vong đằng sau và cả cái vong nam này luôn rất là hiền, chỉ cần kiểu cúng kiến người ta sẽ không có hại. Lúc này á, mẹ chị Như nghe xong là kiểu vong hiền á, thì mẹ chị Như là cũng nhẹ lòng đi một xíu, và nó là kiểu cúng thì người ta cũng sẽ phù hộ. Lúc này là mẹ chị Như với chị Như là cũng để vậy luôn, tại vì từ khi mà đi xem bói là cũng không thấy cái chàng trai đó xuất hiện nhiều trong giấc mơ của chị Như nữa. Từ khi cái chị này biết bản thân mình có người theo thì chị này cũng bớt sợ dần rồi, tại cũng ít gặp hơn. Nhưng cái đợt đó là chị có tham gia một cuộc thi và chị có xin vong nam này cho chị được một bao nhiêu số điểm đó. Thì cái đợt đó kết quả ra là số điểm y bon số chị xin luôn, không sai lệch một xíu. Thì lần đầu mình xin thì mình cứ nghĩ bản thân mình là có năng lực đi, là vô tình trúng cái điểm đó thôi. Nhưng không, từ năm lớp 11 cho đến khi mà lớp 12 rồi thi trung học phổ thông quốc gia là lên đại học đó, chị xin là được, xin là được. Có những cái lần mà học bài rất là ít luôn mà điểm vẫn cao.
lại biết là cái vong này theo là phù hộ mình. Và chính bản thân mẹ chị mà, những cái ngày lễ trong năm lễ lớn á, cúng cơm rồi cũng mời những cái vong theo chị đó, hay là vong sau nhà đó ăn cơm. Rồi cái lần đó chị Như có đi xem bói bài, thì cái cô bói bài cho chị Như á, bà nói cái gì là trúng phốc cái đó luôn. Thì bà coi ra được là chị có người theo ha, là vong nam và vong ngoài đường. Xong rồi bà còn nói thêm á, chị sẽ gặp được quý nhân phù trợ để giúp giải quyết cái vấn đề vong nam này. Chị Như nghe thì nghe thôi mọi người, gia đình chị đã đi được ba bốn người thầy rồi và người nào cũng lắc đầu, và cả những người xung quanh nói cái thầy đó cao tay đi chăng nữa, mình đến cái thầy đó cũng không giúp được, mà sao mà có người thầy nào có thể giúp được nữa. Thì nói được đâu bốn chuyện thì ba chuyện đúng, một chuyện này cũng hơi nghi ngờ. Cái một khoảng thời gian trôi qua đâu cũng được vài tháng, đột nhiên đợt đó mẹ chị Như có đi đến một cái tiệm nail. Cái cô đó hồi xưa bị vong theo nha, chứ có lúc làm nail thì cổ kể thôi. Xong rồi cổ nói á, con trai của cổ có thể thấy được vong và giao tiếp được với vong. Lúc mà mẹ chị Như nghe được cái vấn đề đó là như nắm được vàng luôn, kiểu như là con gái mình được cứu rồi, con gái mình được cứu rồi như vậy đó. Xong là mẹ chị Như mới kể lại toàn bộ câu chuyện chị Như trải qua cho cái cô làm nail nó nghe. Nhưng mà cô đó không có chịu giúp, tại vì cô đó nói là con của cổ là độ 5-6 tuổi thôi, nó lanh mà nó phát triển trước tuổi, nhưng mà giúp thì thằng bé nó sẽ kiểu bị tốn nhiều năng lượng và kiểu dễ ốm á. Cái lúc này là mẹ chị Như cứ rủ rỉ bên tai cổ, cứ năn nỉ mà cổ không có chịu. Mọi người hình dung đi, cứ cách vài ngày là mẹ chị Như qua gội đầu, qua làm nail, rủ rỉ vô tai cổ nhờ giúp á, thì cổ mới chấp nhận giúp chị Như nha. Hôm đó hẹn qua thì con cổ và cổ đã ở trong nhà rồi, tiệm nó đóng. Thì chị Như với mẹ bước qua xong, mà ngặt nỗi hôm đó chị Như lại mặc quần sọt, nên trong cái lúc mà làm lễ á, cái vong nam này không có chịu lên. Thằng bé nó gọi hoài luôn, mà mỗi lần làm cái gọi hồn như vậy á, thằng bé này sẽ rất là mệt. Thì thằng bé này cũng không biết lý do tại sao vong nam nó không chịu lên. Cái cuối cùng vong nam đó cũng nói cho thằng bé biết á, là kêu cái chị này nè, chị Như đi vô thay cái quần dài, mang nó tắt vô rồi đi ra, và vong nam nó mới lên, mới chịu nói chuyện. Thì khi mà nhận được cái thông tin đó xong là chị này tức tốc đi vô thay cái quần dài mang tắt vô liền, cái ra tiếp tục làm lễ. Thì vong nam đó lên nha, lên mà đứng sau người của chị Như luôn, mà tất nhiên là chị Như không có biết rồi, chỉ là hơi cảm nhận á, nó lạnh lạnh phay sau lưng mình, chỉ cái vai gáy thôi. Thì đứa bé đó mới nói lại á, là vong nam khi hiện lên rồi bị khóa khẩu, không có nói được. Bây giờ chỉ lắc đầu và gật đầu như vẽ người ta vô tai đứa bé được thôi. Đầu tiên đứa bé này kêu chị Như là tả lại hình dáng người con trai mà chị thường xuyên thấy trong giấc mơ. Thì khi mà chị này tả hết, có cái câu quay nón, có cái đôi mắt hiếp á, thì thằng bé đó gật đầu, đằng sau chị luôn kìa. Mọi người hình dung được cái cảm giác đó không? Nghe ai đó ở đằng sau mình mà mình không thấy và cảm nhận được, nó rất là ghê. Thì lúc này là chị Như cũng rén rồi, thì chị Như mới nói với bé là xin vong nam này á đi đi, chị Như và mẹ sẽ gửi vong nam này lên chùa và thường xuyên lên đó cúng kiến cũng như hầu tạ lễ. Vong nam này tuyệt nhiên không chịu nha, chỉ lắc đầu thôi. Thằng bé đó nói là cái vong nam đó lắc đầu rất là nhiều, không có chịu đi đâu. Thì chị Như bắt đầu khóc khóc lên, do là sợ quá hay sao đó, khóc. Rồi mẹ chị Như kế bên còn kêu là khóc đi con, khóc nhiều lên. Thì khi mà cái vong nam nó thấy chị Như khóc quá trời khóc đi, vong nam nó mới gật đầu chịu đi. Còn biết thêm vong này á, mất do tai nạn giao thông, và khi thấy chị Như đi qua thì theo là kiểu duyên âm chứ không phải là kiểu hợp tuổi rồi về xin đồ ăn này kia. Nhưng mà khi mà hỏi về họ tên thì lắc đầu. Rồi hỏi về chết ở đâu thì biết mình chết ở đâu nha, hỏi về gia đình là không biết cái gì luôn. Giống như là cái lúc mắc bị tai nạn giao thông mà đập vô cái đầu gì á, là chết là quên hết luôn. Xong rồi á, đòi là đốt đồ xuống. Hỏi đốt cái gì á, thì ghi lên tay đứa bé là cái áo. Xong á, thì hỏi áo màu gì, hỏi màu đỏ đúng không? Đứa bé nó lắc đầu, tại vì cái vong nó lắc đầu nên đứa bé phải lắc đầu thôi. Hỏi màu đỏ, rồi màu màu tím đúng không? Cũng lắc đầu. Màu xanh đúng không? Cũng lắc đầu. Cho đến kêu là màu ghi đúng không? Thì cái vong gật đầu đây nè. Xong còn yêu cầu thêm là đốt nhà và xe xuống cho vong đó. Sau khi mà nói chuyện xong xuôi hết nha, thì đứa bé này nói là đi ra chợ mua những cái món đồ vong đó yêu cầu và mua đồ làm cái mâm cơm. Thì hẹn một cái hôm, thì đúng cái hôm đó chị Như là người lái xe cùng mẹ chị Như, là hai xe khác nhau á. Chị Như là phải chở đứa bé đó đến cái nơi mà cái vong này bị tai nạn, cúng và đốt đồ tại đó.
Thì đứa bé đi theo xe của chị Như là để coi Vong đó có ngồi lên yên sao chị Như chở hay không đó. Thì đến chỗ đó rồi bắt đầu đốt nhang cúng xong là chở cái Vong đó lên chùa để cho các sư thầy đưa Vong vào chùa để tu niệm kinh niệm chú gì đó. Thì từ cái hôm mà đứa bé đó nói là Vong đã vào chùa rồi á, chị Như tự nhiên không mơ thấy Vong đó nữa nha, và người rất là nhẹ, không còn hay mệt như lúc trước. Chỉ là đứa bé đó sau khi giúp chị Như xong là rất là mệt, đuối sức luôn á. Câu chuyện thứ hai này của bên nội bạn trải qua, bạn kể là ông bà nội lấy nhau xong á, sinh ra ba người con trai luôn, ba bạn là con trai cả, tiếp đến là cái chú giữa, xong cái chú út là chú hơi quậy, chú giữa ngoan lắm và lấy vợ hơi sớm. Thì bạn nói là khi mà lấy nhau xong thì các chú và vợ sẽ dọn ra ở riêng. Đợt đó thím hai của bạn á, sinh người con thứ hai rồi và mới sinh được nửa tháng một tháng thôi. Sáng hôm đó độ 4:30 5 giờ là đã thức rồi, mà ở dưới quê á, cái giờ đó còn tờ mờ sáng hoặc là còn sương xuống nữa. Cái hôm đó là thím thức xong, cái thím đi ra đằng sau bếp mà cái cửa để ra ngoài hiên á là đóng rồi nha. Thím lục đục trong bếp thôi, tự nhiên đang lục đục gì đó nghe ai kêu tên thím, ví dụ như thím tên Thắm đi, cứ nghe là Thắm ơi, Thắm, Thắm à, Thắm vậy đó. Đầu tiên là nghe rất là rõ, nghe vài lần luôn, mà thứ hai là cái âm thanh đó xuất phát từ cái cửa đằng sau, ngoài sau vườn mình vọng vô, giống như ai đứng trước cửa nhà sau mình gọi vậy đó. Thì thím chưa suy nghĩ gì hết, thím mới đi ra coi. Lúc mà mở cửa ra là thấy cái vườn nó tối mờ tối mịt, thêm vào đó nó có lớp sương mờ màu đục đục nữa, kiểu sáng sớm á. Trời ơi, thím sợ hết trong da gà luôn, đóng cửa lại chạy ra đằng trước. Cười sáng á mới kể cho chú nghe, thì chú mới cười mới nói là bị nhát rồi đó, bị ghẹo rồi. Câu chuyện tiếp theo là của chú Út trải qua. Thì bạn ít kể là chú Út quậy lắm, không chỉ mang tiếng là quậy nhất nhà đâu, mà trong làng trong xóm ai cũng biết tiếng luôn. Thì đợt đó chú có được mua cho một chiếc xe máy. Khi mà có chiếc xe máy cho riêng mình rồi là ông cứ lạng lách đánh võng đi chơi và đi nhậu, cứ lạng đi khoe đi chơi với bạn bè miết thôi. Thì không hiểu vì sao cái đợt đó ông hay té, có những cái lần té nhẹ thôi nha, té kiểu chảy xước da xước tay thôi, nhưng có những lần té mà kiểu sống chết luôn á. Thì ông bà nội mới đặt câu hỏi là mới mua xe đâu đợt nửa năm thôi mà giống như là cứ 2 3 tuần là té, 2 3 tuần là té, người của ổng là khắp người là sẹo không à. Thì ông bà nội cũng không biết là vì sao, ông bà nội mới thử đi xem bói. Thì xem á, thầy soi ra được nha, chú Út bị một vong nữ theo và vong nó đang muốn đưa chú Út xuống dưới. Nguyên căn mà chú Út bị theo là do chiếc xe máy. Mọi người biết không, chiếc xe máy đó là chiếc xe mua lại và có một người từng mất trên chiếc xe đó, chính là người con gái đang theo chú Út đó. Và ngoài việc mà lấy lại của xong á, thì còn muốn bắt chú Út luôn. Lúc mà nghe xong là ông bà nội sợ, ông bà nội có hỏi là có cách nào giải quyết không, thì thầy mới nói là có. Đầu tiên là thầy sẽ làm phép và thầy sẽ làm một cái hình nhân thế mạng, và ông bà nội sẽ đem một cái áo mà chú Út thường xuyên mặc nhất có mùi của chú Út á cho thầy. Thứ hai nữa là phải đốt luôn chiếc xe máy đó, không được sử dụng nó nữa nha, còn sử dụng là chú có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thì ông bà nội nghe một cái là sẵn lòng ngay, thà bỏ chiếc xe máy chứ ai bỏ con mình đúng không. Là bắt đầu đưa tiền cho thầy cúng kiến, rồi đưa áo, rồi bắt đầu đốt xe ngay cái buổi lễ cúng luôn, là chú không còn bị tai nạn thường xuyên nữa. Nhưng mà ông này ông quậy, lái chiếc xe nào ông chạy xe đường riêng và chạy ẩu gì cũng bị tai nạn thôi, may là những cái lần tiếp theo là chạy sức nhẹ thôi, không có gì nhiều. Thì hiện tại là bạn không cập nhật thông tin gì về chú Út cả, không biết là tới bây giờ còn quậy không. Cái chuyện mà chú Út bị vong theo á, là hồi xưa rồi, khi ông còn trẻ lận, giờ là cũng lớn rồi. Mọi người đã bao giờ nghe khi một người á, mà mất trong bệnh viện, tại một cái giường bệnh đó hoặc là tại một cái phòng bệnh đó thì họ sẽ không có đi được không? Đa số không có đi được nếu mà người nhà không vào lập đàn để mời họ về nha. Họ sẽ ở đó giữ những cái giường bệnh, cái phòng bệnh đó hoài luôn. Thì đây là câu chuyện mà chính chị Biêu Ly Chương trải qua gửi về cho Quỳnh. Chị nói là cách đây 2 năm, chị vào bệnh viện Hùng Vương ở quận 5 để sinh em bé. Thì khi mà được đưa từ cái phòng mổ ra đó, chị đưa thẳng đến cái phòng chung là gồm 6 giường. Thì lúc vào nằm đâu được vài tiếng là chị thấy ồn quá đi, quá là ồn, tại người người chăm bệnh đi ra đi vô rất là nhiều, rồi toilet là xài chung nữa. Chị sinh xong á, chị sinh mổ, cái vết mổ nó đau lắm, nên là chị quyết định nói với chồng là anh đi mướn cho em một cái phòng dịch vụ để em nằm đi.
Khi chồng chị mướn xong, chị được đẩy đến một cái phòng gọi là phòng dịch vụ, và trong phòng này có một cái giường cho chị và em bé nằm, một giường cho người thân nằm và cái toilet riêng nên mọi thứ sẽ thoải mái hơn. Chị sinh mổ mà nên chị cần người chăm em bé mỗi tối, rồi thêm tới là người dìu chị đi vào toilet nữa. Cái đêm đầu tiên là chồng của chị chăm nha, nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ, con chị ngủ ngon lắm kìa, bé rất là ngoan. Đêm thứ hai á là bà ngoại chăm thì nó suôn sẻ y chang cái đêm một luôn. Xong rồi cái đêm thứ ba thì có một người chị họ của chị á, thân thiết và muốn vào chăm chị sẵn là thăm em bé luôn. Cái đêm đó chị này vô thì không hiểu vì sao nha, chị này không phải là đêm mà buổi chiều đã vô rồi. Chị này giúp chị làm vài việc xong á, thì khi mà trời sập tối em bé đã được ti rồi và nhìn em bé rất là buồn ngủ, chị này bỗng ru và đưa lên niệm á, bé không chịu ngủ là không chịu ngủ. Thêm vào đó là em bé khóc rất là nhiều, nó khóc đến mức mà đỏ trơn mặt luôn, khóc được sập chiều cho đến gần sáng luôn á mọi người. Thì chị nghe tiếng em bé khóc to quá chị ngủ không được, thêm chị họ cũng giúp chị dỗ em bé mà dỗ một khoảng thời gian dài như vậy á, chị họ cũng đuối. Cái chị họ mới bỗng em bé để lên tay của chị vậy nè cho nằm kế mẹ, thì mong là nằm kế mẹ bé sẽ đỡ khóc hơn. Dập đó là cũng 2 giờ mấy 3 giờ sáng chị họ mới đi thiếp đi. Thì chị đó nằm ngủ chắc độ nửa tiếng á, 1 tiếng gì đó, cái tự nhiên chị thấy chị họ chị ú ớ, cái chị mới kêu chị họ chị. Lúc mà chị kêu chị họ chị xong á, bà giật mình bà bật dậy, cái bà nhìn chị con mắt hớt hải vậy nè, xong cái bà kêu thôi tao đi về, bà đứng lên bà đi một mạch về luôn. Chị ở đây chị không biết cái chuyện gì xảy ra hết, cứ nghĩ là bà đuối quá rồi bà sợ tiếng con nít đó nên bà về thôi. Cũng may đến độ gần sáng em bé chịu ngủ, em bé nó nín nha, thì chị cũng dợp mắt được một xíu. Đến độ 6 giờ rưỡi 7 giờ gì đó em bé nó thức, nó khóc tiếp. Lúc này là chị họ của chị cũng vào rồi, thì cùng lúc đó bác sĩ mới y tá mới vô kêu là bỗng em bé qua phòng khám da liễu để cho bác sĩ khám da. Thì chị và chị họ của chị mới bỗng em bé đi khám, thì vừa bỗng ra khỏi cửa thôi mọi người hình dung đi, em bé đang khóc dữ dằn luôn, khóc quá chị khóc luôn á, vừa bước ra khỏi cửa cái nó nín. Và chị nghĩ là à ở ngoài đây thoáng hơn nên con mình nó kiểu nó đỡ nực á, nên nó ít khóc thôi, là nó nín thôi. Xong thì chị với chị họ chị bỗng đến cái phòng khám da liễu, trời ơi nó đông nghẹt luôn và phải xếp hàng nữa. Cái vết mổ của chị mới nên nó còn đau, nên chị mới nói với chị họ là thôi về phòng xíu rồi mình quay lại. Thì vừa bỗng vô tới phòng thôi em bé nó khóc tiếp. Sau đó chị họ mệt quá đi, xong rồi chị họ mới lên giường nằm chợp mắt một xíu. Bà mới nằm đã được 10-15 phút là bật dậy với con mắt đầy sợ hãi. Xong rồi chị nhìn chị họ cũng không biết bà bị cái gì nữa, mà con của chị thì cứ khóc liên tục nha. Xong thì chồng của chị cùng lúc đó bước vào kêu là đi làm giấy tờ xuất viện cho chị. Thì chị với chị họ chị á, bắt đầu đi dọn đồ. Trong cái lúc dọn đồ á, chị họ mới nói là biết vì sao con mày khóc từ tối hôm qua đến giờ rồi. Trong phòng này nè, có. Thì chị họ nói là tối hôm qua do mệt quá có thiếp đi. Thì vừa nhắm mắt lại thôi là thấy trước giường của chị Biêu Ly Chương có một người đàn ông trung niên, có độ tuổi là 40 đi. Và người đó mặc quần sọt, áo sơ mi và cái áo giống như là áo của bệnh nhân á, đứng hát. Mà nghe tiếng hát vanh vảnh luôn. Tối hôm qua thấy gõ người đàn ông đó đứng muốn bật dậy kể cho chị nghe, mà bật dậy không được, giống như bị đè vậy đó. Thì cho đến khi chị Chương kêu chị này 2-3 lần luôn á, chị này mới bật dậy được. Và nói là cái khuôn mặt của cái người đó khá là ghê, giống như là bệnh nặng lắm mà mất á. Xong là thức dậy là khóa khẩu, không kể được, cái xong đi về luôn. Tới sáng á là mới vô tính kể cho chị Chương nghe. Nhưng mà vừa vô là bác sĩ kêu bưng em bé đi qua bển khám rồi. Cái vừa mới nằm hồi nãy nè, lại thấy người đàn ông đó tiếp, là đứng trước cái giường của chị Billy Ly Chương hoài luôn, giống như hồi xưa là mắc cái giường này vậy đó. Trời đất ơi, nghe xong chị Trương sợ quá mới kêu chồng á, làm lẹ 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 xuất viện đi. Thì lúc mà chị vừa xách đồ bước ra khỏi phòng đó, y tá nói rằng á có người đặt phòng này rồi. Thì chị chỉ muốn nói cho cái người bệnh nhân tiếp theo là ở trong phòng này làm gì gì vậy để cho người ta tránh, nhưng mà do cái người đó vô trễ quá chị cũng không có nói được luôn. Thêm cái á, mình sợ nói ra rồi cái người mướn phòng tiếp theo không có tin nữa cũng ngại, thì cũng tùy duyên thôi, không biết cái người mướn phòng tiếp theo đó có trải nghiệm tâm linh gì với cái vong đàn ông đó hay không. Mà khi chồng chị vào là con chị sẽ nín nha, chồng chị vào hoặc là bà ngoại vào, còn chị họ của chị á, do nhẹ vía quá nên là khi chị họ vào thì cái vong đó vào được, nên em bé cũng bị ảnh hưởng. Đọc kiểu như nghe xong câu chuyện này cũng biết là em bé khá là nhạy ha, kiểu có hơi của người âm đó là bé sẽ khóc, sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. May là bé chỉ khóc thôi đó, sợ là bé sẽ ốm nữa.
Thêm một điều nữa, mọi người cũng đặt câu hỏi luôn á. Người ta nói là thường những người mà mang thai nè, rồi mới đẻ nè, yếu lắm, trẻ thấy lắm. Cũng tùy đó mọi người. Trường năng lượng có khi là nặng quá nên không có thấy được, không có bị nhát được. Còn cái chị họ đó là nhẹ vía nha, nên là dễ thấy, hoặc là người ta có muốn cho thấy hay không. Thì nghe nói nha, những cái người phụ nữ hoặc là những cái người hung dữ á thì nặng lắm, không có thấy được đâu. Đôi khi người ta, người âm á còn sợ lại những người đó nữa. Không biết là có đúng hay không. Mọi người thử bình luận phía dưới nha. Thì cuối cùng thực hiện xong những câu chuyện kể những câu chuyện tâm linh cho mọi người nghe rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cuối video. Bye bye, hẹn gặp vào tập sau.